Ba ngày sau nếu tôi không thấy được tiền, tôi sẽ làm bể chuyện của cô. 3 triệu tiền hoa hồng tôi viết cho cô nghe. Thật ra vụ việc tối hôm qua, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy chuyện tối hôm qua của hai người mà chịu sự ảnh hưởng nào hết. 697. Mình ra ngoài được rồi.